Không ạ. Ok. À, kính thưa quý vị, hôm nay là buổi đặc biệt, đột xuất ha, buổi đột xuất sẵn mùa mùa dịch corona này, rồi thôi lên đóng góp với một chút đỉnh. Hôm nay là chỉ là không phải là buổi học chính thức, bởi vì hôm nay chỉ lên mình nói chuyện về vấn đề pháp hành tứ niệm xứ. Thì sẵn dịp đặc biệt này chúng ta trình bày chút đỉnh về cái này. Còn nếu mà học vô cái bài kinh này thì nó lâu lắm, kinh này dài lắm, mình phân tích ra kỹ lưỡng nó lâu lắm. Nào thôi giờ chỉ nói sơ sơ thôi, rồi sau đó có quý vị muốn có vấn đề gì, ai muốn lên trình bày gì đó thì mỗi người có thể lên trình bày theo điểm của mình. Thì kính thưa quý vị, trong cái bài kinh này được gọi là Maha Satipatthana Sutta, là Maha là đại lớn, Sati là niệm, Patthana là xứ, trú xứ là chỗ, là trú xứ. À, cái Patthana này nó là cái mà nó căn từ chữ ba cộng chữ tha đó, thì được gọi là Patthana, là nó xuất phát từ cái động từ Patthati. Mà Patthana có nghĩa là vị trí hay là nơi chốn hay là niệm xứ, là nơi mà để mà mình ghi nhận, nơi mình để mình chú ý, mình đặt cái niệm vô. À, thì được gọi là Patthana. Thì như vậy cái từ mà Maha Satipatthana này là một cái nơi chốn để đặt cái niệm mình vô, được gọi là Maha, được gọi là Satipatthana. Maha là đại, là lớn, là bài kinh, là kinh dài, kinh lớn. Trong trường bộ kinh thì là Maha Satipatthana, và trong trung bộ kinh thì là Satipatthana, là kinh niệm xứ, ngắn hơn bài kinh này, thì trong bài kinh này dài hơn. Thì như vậy chúng ta thấy khi mình đọc cái đoạn đầu là ê quăng mê sắc tăng ê căng sáng mấy dân phát cái hoa cú rù xuống, thì mình thấy đây có cái chữ cú rù. Thì lúc này là lúc cái bài kinh này là Đức Thế Tôn ngài thuyết, đặc biệt cái bài kinh này ngài thuyết tại xứ cú rù. Kính thưa quý vị, xứ cú rù này đó, chúng tôi lúc mà đi qua Ấn Độ thì tới New Delhi thì chúng tôi có như chung cái đoàn đi, lúc đó có sư Thiện Minh đó, thì chúng tôi có ghé ngang đoạn đường, ghé qua cái xứ này, đến cái xứ Kuru này, là một thị trấn nhỏ ở New Delhi. Thì khi không biết trong quý vị có ai đi tới đây chưa, tới một cái xứ Kuru này, thì khi tới nơi thì thành phố cái chỗ này nó cũng nhỏ thôi, thì lên chỗ đó nó có một cái ngọn đồi, cái chỗ ngọn đồi đó, ngọn đồi đất mà cao đó, đất phủ lên, thì chỗ đó đó là nơi mà Đức Phật thuyết cái bài kinh này. Khi mà cái cảm giác mà chúng ta tới đó, thì chúng tôi tới đó, mình leo lên ngọn đồi đó, tới vào vô đứng ở trên cái đỉnh đồi, cái chỗ mà Đức Thế Tôn ngài thuyết cho những người dân xứ Kuru đó. À, kính thưa quý vị, khi tới đó là mình mới thấy nó có một cái gì đó nó lạ lắm, vậy có một cái cảm giác rất là đặc biệt, rất lạ. Thì khi mà nhìn xung quanh, mình quan sát xung quanh cảnh đó, thì nó giống như là mình đang ở một cái cõi nào khác vậy. Chúng tôi về cùng tất cả các vị thì mới bắt đầu nói, thôi bây giờ đọc kinh xuống, ngồi quỳ xuống, ngồi xếp bằng đọc kinh xong rồi hành thiền. Thì khi mà mình ngồi xuống đó mình hành thiền, thì chúng tôi lúc mà hành thiền mình mới chợt nhớ với cái bài kinh này, kinh Đại Niệm Xứ, là kinh mà Đức Phật thuyết ngay tại đó. Mình ngồi cái mình nhắm mắt mình tưởng tượng, lúc đó mình tự nhiên cái tưởng của nó mạnh lắm. Rồi chúng tôi thấy giống như có Đức Phật ngồi trước mặt mình. Đức Phật ê ca chá nô a văn thích khá quê mắc gô sách ta năng quý xuất thí gia. Đức Phật thuyết cái bài kinh này thì nổi da gà, lúc đó mình tưởng tượng Đức Phật thuyết cái bài kinh này. Thì mình rồi cái cảm giác lúc đó là đã lắm, vậy bởi vậy đi mà mình đi qua xứ Ấn Độ, đi đồng tâm, bốn chỗ đồng tâm Đức Phật mình cũng không nên quên cái chỗ này. Chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật thuyết về cái kinh Đại Niệm Xứ này. Thì khi mà ngồi mình tưởng tượng có Đức Phật ngồi uy nghi ngồi ngay đó, mình thấy cái phước báo mình cũng rất là lớn, mình được tới nơi đây. Thì khi Đức Phật thuyết cái bài kinh này, chúng tôi có cảm nhận là mình đang được nghe đến chính Đức Phật đang thuyết ở đây. Cái mà ấn lớn nhất mà lúc chúng tôi đi Ấn Độ, thì cũng khó mà diễn tả được cái cảm giác này. Và ngồi đó cùng nhau hành thiền,
nhắm mắt thiền, hít vô thở ra và quán sát tứ niệm xứ, thì theo như trong kinh dạy như vậy, thì lúc đó mình cũng thấy là hồi phước, mình cũng may mắn là mình cũng có được đến đây, và coi như mình cứ tưởng tượng là mình đang được chứng kiến Đức Thế Tôn đang thuyết pháp về bản kinh này, rất là xa hữu quan hỷ trong cuộc đời, ít ra cũng được một lần đến cái xứ Kuru này. Thì đối với cái bài kinh này thì trong cái đoạn đầu Đức Thế Tôn ngài thuyết: Ê cái Janô A Dăng Thiết Khá Quê Mắc Gô Sát Ta Năng Quý Xuất Thí Già Sô Ca Bá Ra Đề Hoàng Sa Mát Tích Ca Mà Giá Đúc Khá Đô Má Lát Sa Năng Ách Thăng Ga Mà Giá Nhà Giá Sa Thí Ca Mà Giá Níp Bà Na Sát Sa Chắc Sa Sắc Chí Kí Rí Già Giá Gia đi đằng chắc bà rồ sẽ đi bạch thà na. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Thì đây là cái câu mà Đức Phật thuyết cho dân Kuru ngay tại đó. Thì chúng ta thấy trong cái câu này nó có những cái điểm đặc biệt của nó, hay là tức là đây cái chữ mà đây là con đường độc nhất, cái gì hiểu cái chỗ này, đây là con đường độc nhất, tức là chỉ nói lên đây, Đức Phật chỉ nói lên đây là cái con đường mà đi vào cái đạo lộ mà mình phải hành. Con đường độc nhất là phải hành, chỉ có cái con đường này thôi, mình đi vào hành đó, thì mới có thể thành tựu được, và mới đưa đến thanh tịnh, mới diệt trừ được khổ ưu, thành tựu chánh trí. Nếu chúng ta không đi vào cái con đường tứ niệm xứ này thì vô phương. Đây là con đường độc nhất là như vậy, độc nhất là chỉ có con đường niệm xứ này thôi. Mặc dầu rất là nhiều sách dịch con đường tứ niệm xứ này là con đường đi một mình, con đường độc nhất đi một mình, con đường của chỉ có mình Đức Phật giác ngộ ra, đủ nhiều cách, nhưng mà theo ý chúng tôi thì con đường độc nhất này Đức Phật nói là cái con đường duy nhất. Nếu mà mình muốn thành tựu, mình muốn thành tựu chánh trí, muốn thành tựu là đạo quả chứng ngộ niết bàn, muốn vượt thoát khỏi những cái sự đau khổ, vượt thoát khỏi sầu vi khổ não, thì chỉ có con đường này thôi quý vị. Nếu mà mình không đi vào con đường này thì thôi chúng ta chỉ có đi vòng vòng, mình không thể nào mình ra khỏi được cái luân hồi này. Cho nên khi mình muốn hành về tứ niệm được thoát khỏi những sự khổ đau, chúng ta phải nương theo bài kinh này, bắt buộc chúng ta phải đi theo cái con đường này. Bởi vì giống như từ cái con đường mà đi từ cái điểm A đến điểm B, chỉ có một cái đạo lộ này duy nhất chúng ta mới có thể tới được thôi. Còn nếu chúng ta đi những cái đường khác thì chúng ta sẽ đi vòng rất là xa và rất khó để trở lại cái điểm mà đi tới được cái đích của nó. Cho nên Đức Phật mới nói là đây là con đường duy nhất, con đường độc nhất. Đường độc nhất, chúng ta nhớ là con đường độc nhất. Bởi vì nhiều người nói đường Bát Chánh Đạo là con đường độc nhất, cũng là đường độc nhất, nhưng mà không phải, đã không hiểu. Đây Đức Phật nói về cái con đường để mình dấn thân vô, mình hành, mình đi vô cái pháp hành. Bởi vì mình đây nói cho người dân xứ Guru, tức là những người trên con đường tu tập còn đang hành, đang còn phàm nhân, mình muốn thành tựu để muốn chứng đắc được Bát Chánh Đạo thì mình phải đi vào con đường này, bắt buộc phải vô đường này. Nếu mình đi ngoài con đường này thì thôi là thôi mình đừng mong mà mình thành tựu. Đó là như vậy, cái ý nghĩa của cái câu trên cái này là nắm qua cái điều này, là con đường độc nhất vô con này để chúng ta làm gì, để đưa đến cho mình được cái sự thanh tịnh, tức là đưa thanh tịnh cho chúng sanh, được cái tâm mình được an tịnh, được thanh tịnh, và từ đó vượt khỏi sầu bi, tức là vượt khỏi những cái sự mà đau khổ, những cái sự mà ưu phiền, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Thì như vậy, tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là bốn. Bốn niệm là sự ghi nhận, xứ là cái trú xứ, bốn niệm xứ là bốn cái chỗ mà để mình ghi nhận, để mình ứng dụng vào đó, mình xử sự mình đặt cái niệm mình vô, để mình nương vào đó mình tu tập. Thì như vậy Đức Phật mới nói là thế nào là bốn ca ta mê chắc ta rô. Đức Phật thế là bốn này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, tức là quán thân trên thân, là chính cái thân này của mình, tự cái thân mình, có chỗ dịch là quán thân trong thân thì sao được, nghĩa là từ ngữ mà thực tế, nhưng mà mình phải hiểu cái ý của Đức Phật dạy này, tức là mình sử dụng bằng cách mình sống quán thân trên chính tự thân của mình,
Diệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. À, mình chấm tới đây, một lấy một cái này thôi. Thì bây giờ quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm Atavi Sampajjano Satthi Ma, thì nhiệt tâm là Atavi, tức là đây nói về sự tinh cần, sự tinh tấn, sự cố gắng, sự mà nhẫn nại thì mới gọi là nhiệt tâm. Chứ mà mình không hiểu cái chữ nhiệt tâm là mình cũng không biết làm sao. Thì nhiệt tâm ở đây chúng ta phải nên lấy ra cái pháp mà tứ chánh cần. Tứ chánh cần thì có bốn là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Bốn cái pháp này là mình phải lòi ra mình mới thấy được cái cách mà để mình ứng dụng trong cái pháp hành tứ niệm xứ. Thì quý vị có thể ghi ra trên đây là tứ chánh cần có bốn là thận, trừ, tu, bảo. Thận cần, tu cần, thận thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Và nhiệt tâm như đó đó, và nhiệt tâm như thế này. Thì như thế nào là thận cần? Mình phải hiểu như thế nào là thận cần. Thì thận cần ở đây tức là cẩn thận, tích cực siêng năng cẩn thận để mà đừng cho những cái ác pháp nó sanh. Tức là những ác pháp nào nó chưa sanh, ác pháp đây là tham sân si, những ác pháp nó chưa sanh thì chúng ta hãy cẩn thận gìn giữ đừng cho nó sanh thì mới gọi là thận cần. Quý vị nắm được cái pháp này không? Tức là thận cần tức là đầu tiên là mình đừng cho ác pháp nào nó chưa sanh, mình đừng cho nó sanh, mình cẩn thận, mình giống như mình đừng cho những cái con mà ác thú, con những cái di trùng này nó phát sanh thì mình phải cẩn thận, mình gìn giữ đừng cho nó phát sanh thì được gọi là cẩn và thận cần. Đúng không? Rồi khi mình thận cần xong rồi đó, mà nếu mà trong lúc mình thận thận cần gì đó mà nó vẫn phát sanh, tức là trong lúc mình tu tứ niệm xứ mà mình cẩn thận mình gìn giữ nhưng mà pháp nó vẫn phát sanh, thì cái chi thứ hai là trừ cần, tức là bây giờ mình phải nỗ lực, mình tích cực để mình diệt trừ những ác pháp nó đã sanh. Mình phải diệt trừ những ác pháp nó sanh lên. Bây giờ mình nó sanh lên rồi thì mình chỉ cần mình phải tích cực siêng năng mình diệt trừ nó. Diệt trừ nó bằng gì? Bằng chánh niệm. Phải diệt trừ nó. Thì như vậy là trừ cần. Thì trong cái đầu thận cần và trừ cần thì nó thuộc về mình xếp vô một vế thuộc về những pháp bất thiện. Một pháp bất thiện chưa sanh và pháp bất thiện đã sanh. Thì khi nó chưa sanh mình cố gắng dùng để mình gìn giữ đừng cho pháp bất thiện nó sanh, tức là mình an trú chánh niệm liên tục đừng để cho pháp bất thiện nó sanh. Nhưng mà khi bây giờ pháp bất thiện nó sanh thì bây giờ cách nào thì mình phải trừ cần, tức là mình dùng chánh niệm để mình diệt trừ những ác pháp nó đã sanh, nó đã sanh lên. Thì như vậy chúng ta đã làm được hai cái gọi là tinh cần, thận cần và trừ cần. Thì trong cái atapi cái mà cái nhiệt tâm này đó, cái nhiệt tâm mà atapi rồi đó, thì chúng ta đã làm được hai cái là thận cần và trừ cần, và mình phải có sự siêng năng tích cực là để đề phòng những ác pháp nó chưa sanh và diệt trừ những ác pháp nó đã sanh. Rồi tiếp đến là tu cần. Tu cần là tu mình cố gắng mình làm cho những thiện pháp nó chưa sanh nó được sanh. Mình cố gắng mình tu tập để cho cái niệm mình lúc còn yếu nó chưa có sanh được, mình cố gắng mình tinh cần tinh tấn để cho niệm nó được phát sanh, cho cái niệm nó được lớn mạnh, nó được phát triển. Thì như vậy mới gọi là tu cần. Chẳng hạn như mình ngồi mình hít vô mình thở ra mình niệm, thì giờ mình cố gắng mình làm cho cái niệm càng ngày nó càng lớn mạnh, càng ngày nó càng khăng khít, càng ngày nó càng được vững chắc, thì như vậy được gọi là tu cần. Mình cố gắng mình làm như vậy. Thì khi mình tu cần như vậy đó, nó phát triển được á, khi mà tới mức độ mà cái niệm mình nó bắt đầu nó khăng khít, nó vững chắc được thì mình bước qua cái việc bảo cần, tức là mình phải bảo trì, bảo bọc, bảo trì gìn giữ những ác pháp nó đang sanh đừng để cho nó mất. Cái gì đó được nào? Tức là bảo cần là mình bảo vệ nó, mình gìn giữ nó, mình tu, mình bảo trì nó để cho nó được tốt đẹp, cho nó được phát triển. Thì như vậy tu cần là làm cho niệm nó chưa phát sanh được phát sanh, và phát sanh rồi mà gìn giữ bảo bọc cho nó được lớn mạnh, được tốt đẹp. Thì như vậy hai cái phía sau này á, là tu dưỡng và bảo trì để cho cái niệm được phát sanh tốt đẹp.
À, thì như vậy trong cái câu mà Đức Phật nói nhiệt tâm thì đây là atabi, là mình phải làm sao cho đủ được bốn pháp này trong lúc mình tu tập, chứ nếu không là chúng ta khó lắm, mình không biết là mình khó làm. À, thì như vậy mình biết được cái nhiệt tâm, và cái nhiệt tâm này thì nó phải đi với cái niệm. À, mình phải có niệm mình mới ứng dụng được cái nhiệt tâm này. Thì như vậy trong lúc mình tu tập về niệm thì mình có cái nhiệt tâm tinh cần tinh giác, tinh cần ở đây. À, và tiếp theo là tỉnh giác. Tỉnh giác là một sự sáng suốt, một sự mà tỉnh táo, không có bị rơi vào trong hôn mê. À, chúng ta phải có một cái tâm bây giờ có trí tuệ là sáng suốt để mà soi sáng cái con đường chánh niệm của mình. À, nếu mình không có cái tỉnh giác, mình thiếu cái tỉnh giác này đó, mình thiếu cái trí tuệ chỗ này đó, mình không có khơi được cái sự mà tỉnh táo sáng suốt đó, thì chúng ta sẽ dễ rơi vô trong cái là hôn trầm thì biên. À, cho nên phải đầy đủ ba chi phần là nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, thì như vậy mình mới ứng dụng được vào trong cái tứ niệm xứ. À, nếu mình không ứng dụng được những cái này vô cái pháp hành của mình thì chúng ta khó mà chúng ta đi xa được. À, cho nên cái điều quan trọng trước tiên là chúng ta khi bước vào cái tu tập về tứ niệm xứ này, chúng ta phải nắm được ba cái phần này là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Thì từ ba cái này đó thì nó mới chế ngự. À, nó mới chế ngự được cái tham ưu ở đời, chứ nếu không có ba này thì không thể chế ngự được tham ưu ở đời. À, nếu mình không có sự nhiệt tâm, không có sự mà tinh cần tinh tấn, trong cái vấn đề mà tu tập, không có một cái niệm tốt đẹp thì chúng ta khó mà chế ngự được tham ưu ở đời. Bởi vì chúng ta nếu mà mình không có nhiệt tâm thì nhiều cái nhiệt tâm này thôi đó, nổi cái atadi này thôi đó, thì chúng ta không thể chế ngự được rồi. À, mình không có cái sự mà cẩn thận, không có sự mà diệt trừ những ác, không có sự tu tập tốt đẹp, không có sự bảo bọc gìn giữ các pháp tốt đẹp, thì tham ưu nó sẽ sanh khởi ngay cái thứ gì. À, nó sẽ lấn chiếm và nó sẽ chiếm chiếm ngự, và nó sẽ coi như là nó lan tràn khắp trong cái thân của mình. À, tất cả những ác pháp nó sẽ phát sinh. Cho nên ba cái di phần này chúng ta phải nắm đầy đủ: nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Nếu không thì khó mà chúng ta tu tập được. À, cho nên trong cái tứ niệm xứ này Đức Phật dạy là ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân thì phải nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. À, mới để chế ngự tham ưu ở đời. Tham ưu là những pháp bất thiện ha, tham sân ha. À, chế ngự được nó. Và sống quán thọ trên các thọ thì cũng vậy, đây quán thọ là quán về những cái cảm giác. À, những cái cảm thọ của mình. À, cảm thọ như chúng ta học thì có theo kinh thì có ba: khổ, lạc và xả. Và theo ví dụ pháp phân ra theo lộ trình tâm thì chúng ta sẽ thấy có năm là khổ, lạc, hỷ, ưu, xả. À, thì như vậy thọ thật sự chính xác mình muốn đi sâu vô thì mình phải quán cả năm thọ luôn. À, năm thọ này mình phải nắm được năm cái thọ này, mình phải học về thọ. À, mỗi một thọ nó sanh lên như vậy nó sẽ đi kèm những cái loại tâm như thế nào. Chẳng hạn như khi mà thọ ưu sanh khởi thì đương nhiên khi thọ ưu phát khởi là nó phải có mặt tâm sân. À, bởi vì thọ ưu nó chỉ có mặt trong tâm sân chứ nó không có mặt trong những tâm khác. À, hoặc là thọ khổ sanh khởi lên thọ khổ thì nó có mặt trong tâm thân thức thọ khổ. À, nếu thọ lạc thì nó thuộc về thân thức thọ lạc. À, và nếu thọ hỷ thì nó thuộc 62 tâm thọ hỷ. À, mình học vi pháp mình sẽ rất có lợi ích để mình biết được khi mà cảm thọ nó sanh lên thì nó thuộc về loại nào, nó nằm ở đâu trong trong thân mình hay trong tâm của mình sẽ biết rất là rõ ràng. À, cho nên quán thọ trên các thọ là quán những cái cảm giác nó phát sinh ngay trong tự thân của mình. À, mình biết một cách chính xác, một cách rõ ràng. À, chứ nếu không chúng ta khó là nắm được pháp đó, bởi vì cái tâm mình lẹ lắm như vậy. À, Đức Phật cũng từng nói rằng khi cái tâm của mình một cái khải ngón tay cái tỷ 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 sắc na tâm nó sanh diệt, thì quý vị tưởng tượng nó nhanh tới cỡ nào. Thì bây giờ mình ngồi mình hít vào, mình biết hít vào thở ra, mình biết thở ra, thì cái hơi thở của mình nó từ lúc mà bắt đầu nó khởi lên cho tới khi nó diệt. À, khi sự biết của mình nó quá lâu so với một cái búng ngón tay hàng tỷ sắc na tâm sanh diệt, thì thử hỏi thì cái hơi thở đó mình biết được bao nhiêu, mình chánh niệm được bao nhiêu cái hơi thở đó, trong khi đó cái tâm mình nó chạy giống như là coi như phải nói là hình như không thể đo được. À, cái số đo không thể đo được, cho nên nó rất là nhanh, rất là dễ sợ. À, cho nên mình phải biết trước là
mình phải nắm được cái pháp. Thì trong khi mà một cái tâm nó sanh lên, nó đã có thọ trong rồi, mình học gì hết biết là một cái tâm nó sanh lên nó đã có thọ, nó có đầy đủ thọ, tao tùy theo loại tâm nó sanh khởi nó có thọ trong đó. Chẳng hạn như là thân thọ khổ thì nó bắt đầu nó có thọ khổ trong đó, thọ lạc thì nó có thọ lạc, mà thọ ưu thì tâm thọ ưu thì nó có thọ ưu trong, thọ xả nó cũng có, mà thọ hỷ nó cũng có. Thì như vậy bất cứ mỗi tâm nào sanh lên đều có thọ hết, chỉ có cái tại mình không thấy thôi, rồi mình không biết không thấy thôi. Thành ra rồi chánh niệm tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời, hay là quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác tiếp, dẫn nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm đầy đủ ba chi thiếu được. Phải đầy đủ tabi sampajano satima, đầy đủ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm. Mình thiếu này là mình phải cố gắng mình sửa. Ví dụ như mình bị lười biếng, cái tâm mình bị sụt lùi, mình phải cố gắng mình tác ý mình dựng cho cái tâm mình nó mạnh trở lại, cho nó tinh tấn trở lại, để nó an trú trong cái chánh niệm cho tốt đẹp. Thì như vậy quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, rồi sống quán tâm trên tâm. Này là tới vấn đề đi sâu vô nữa, là tâm trên tâm, là mình quán về những cái tâm của mình, tâm nó phát sanh như thế nào, mình biết rõ một cách sáng suốt. Này là rất là khó, vì tâm là chúng ta đã từng biết cái tâm mình là ghê hồn lắm. Khi mà mình đang hành thiền mà cái tâm nó khởi lên một cái, ví dụ như chẳng hạn như tâm tham nó sanh lên, thì khi mình biết được nó thì tính tương dự là nó qua tới, nó đi tới đâu rồi, nó đi tới lên cõi trời nào rồi, cái tâm mình nó chạy lẹ lắm. Thì như vậy quán tâm trên tâm là cả một cái vấn đề. Mình tưởng dễ nhưng người dễ, thực sự là mình chỉ cái tưởng thôi, mình chỉ biết được nó khi nó đã qua rồi, nó đã chết rồi mà. Nhiều mình triệu 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 sắc na tâm rồi, thì cho nên mình phải tập cho tới khi nào mình bắt được những cái pháp này một cách nhanh chóng mau lẹ, chỉ có tâm mới bắt được tâm thôi. Thành ra mình phải tập thường xuyên chánh niệm tỉnh giác như vậy, quán tâm tỉnh tâm, nhiệt tâm tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời. Rồi tới quán pháp tỉnh pháp, pháp nó còn khó hơn nữa, bây giờ nó càng sâu sắc càng vi tế nữa. Thì những cái pháp vi tế, những cái sắc tế, rồi những cái tâm sở nó phát sanh đồng phối hợp với nhau như thế nào, đủ thứ gì rất là khó. Rồi những cái phiền não, những cái năm cái tiền cái, rồi thức giác chi, ngũ căn ngũ lực, rồi những pháp nó rất là tinh tế, chúng ta khó mà nắm bắt được. Bởi vì cho nên chúng ta phải cần phải tập từ cái lúc đầu, những cái đơn giản trước để chúng ta nắm bắt một cách rõ ràng. Thì hy vọng thì từ cái đó lần 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 mình mới đi sâu vào vấn đề này. Nhưng mà thực sự cái nuôi về trong cái tứ niệm xứ này nè, một hơi thở sanh khởi thôi thì đã có đầy đủ tứ niệm xứ rồi. Bởi vì mình không biết, mình không thấy, mình không có đủ cái trí để mình thấy được vấn đề này. Cho nên chúng ta tưởng rằng nó chỉ có một thôi, chẳng hạn như hơi thở thì mình tưởng nó chỉ là thuộc quán thân, nhưng mà thực sự nó có hết á, không mình không biết thôi. Cho nên đó là cái phần nói về tứ niệm xứ. Rồi tiếp đến là trong cái bài kinh nói về quán thân, Kaya Nupassana, quán thân. Anapana Pabbam, phần hơi thở. Một hơi thở ở đây là Đức Phật có dạy chúng ta là các thân Chabanaphikkhave Phikkhu Kaya Kaya Nupassi Viharati. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thân trên thân? Trong này thì trong cái phần dưới Đức Phật mới dạy là các tỳ kheo, mà chúng ta nên biết cái tỳ kheo đây Đức Phật nói đây không phải là nói những vị tỳ kheo không, những vị là phikkhu, mà những vị nào mà tu tập theo tứ niệm xứ này đó, hành theo tứ niệm xứ này thì được gọi là tỳ kheo. Đây là cái đặc biệt, cái duyên lành, cái phước của những người hành tứ niệm xứ là được Đức Phật tuyên bố là những vị tỳ kheo. Cho nên giờ quý vị có tại gia này nữa, quý vị mà hành tứ niệm xứ đúng pháp này kia thì quý vị có thể tự được biết rằng mình được Đức Phật gọi là mình là tỳ kheo. Đó là xa thú không, mình đọc ở đây mình thấy mình cũng có lý ha. Được cũng được hưởng chút phước, nhưng Đức Phật cũng khen tán dương là người nào có hành tứ niệm xứ nó có được gọi là tỳ kheo. Chứ không phải là đắp y vô tỳ kheo là được gọi là tỳ kheo không đâu. Ngay cả mình cư sĩ mình vẫn được có được cái chức 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 vị như vậy ha, được Đức Phật nói là chứ không phải là ai nói. Đức Phật nói này các tỳ kheo, rõ ràng ha, thì ở đây Đức Phật nói là tỳ kheo đi đến khu rừng
đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống. À, tới chỗ này là mình thấy là thời của Đức Phật, ngài nói là những người mà muốn tu về cái tứ niệm xứ này là phải đi đến những chỗ này, khu rừng gốc cây hay đến ngôi nhà trống, tức là đến những cái chỗ nào yên tịnh vắng vẻ thích hợp với cá tánh của mình. À, ví dụ mình người tánh mà thuộc về tha mái nhiều, hay là sân nhiều, hay là sĩ nhiều vân vân, hoặc là mình có tánh hay nhát không dám đi ở sâu trong rừng thì mình cần đừng lên tới rừng, rồi mình tới gốc cây nào chỗ mát mẻ trống trải, hoặc là một cái ngôi nhà trống. À, nhưng mà thời giờ thì mình có thể ở nhà mình chẳng hạn, mình ở một cái phòng riêng, mình lập một cái phòng riêng, một cái tỉnh thất riêng của mình để mình hành thì cũng được, tức là miễn làm sao nó yên tĩnh vắng vẻ không có tiếng ồn động nhiều. Bởi vì thiền cái tiếng động nó là gai nhọn của thiền, nó khó lắm, mình ngồi mới cứ hết tiếng này tiếng khác nó làm lộn xộn, mình khó tu tập lắm. À, bởi vì mình là kiểu mình thuộc loại thứ thiệt là thành ra ngồi mới chỗ tu không được, mình tu siêu là thành ra mình hay lắm, chỗ nào yên mới tu được, nhưng mà ồn ồn mình tu không được. Nên đó mình phải tìm một cái nơi vắng vẻ, một nơi yên tĩnh. À, nếu mình không đi đến được khu rừng, không đi đến được những cái gốc cây hay đến ngôi nhà trống được, thì mình thiết lập cho mình một chỗ yên tĩnh trong phòng. À, nhà mình tìm cái phòng nhỏ nào đó mình để mình ngồi yên, à, vắng vẻ yên tĩnh. À, thì khi mà mình có được cái chỗ rồi đó, vì mình sẽ bắt đầu thực tập. À, dạy là phải ngồi kiết già. À, cái ngồi kiết già này cái tiếng tôi gì nó rất là khó nè. À, bên Ấn Độ thì những vị yoga đó thì ta ngồi rất là dễ, rất là tốt. À, cho nên muốn ngồi được cái kiết già này, một cái tư thế được gọi là vững chắc nhất trong tất cả tư thế. À, nếu mình muốn ngồi được cái này mình phải tập. Nếu mà nít á, trẻ thì tập dễ hơn. Còn mình ví dụ như chẳng hạn như những người lớn tuổi, chân xương cốt rồi nó cứng, nó khó, đau nhất, rất là khó ngồi. À, cho nên muốn ngồi, ví dụ mình còn cảm thấy mình có khả năng mình ngồi kiết già được thì mình phải mình tập thư giãn, mình tập những cái phương pháp, những cái động tác để kéo giãn là xương chân, rồi kéo giãn gân, rồi giãn xương chậu vân vân. Thì mình tìm cách mình tập mỗi lần mình trước khi mình ngồi mình tập cho nhiều đó, thì mình ngồi từ từ nó cũng được thôi. À, từ từ cái chân mình nó mềm lại thì từ nó ngồi được. Nhưng mà với người trẻ thì nó dễ dàng hơn, người lớn nhiều khi ngồi không được. À, cho nên cái kiết già này rất là khó và nó mau đau lắm. À, mà nhiều người cái chân xương nhiều á, khi mà tréo lên vậy đó, hai chân tréo lên nó cứng. À, cái xương mắt cá nó cứng lên cái đùi cái chân thì nó làm cho rất là đau, rất là khó ngồi lúc đầu, chỉ với những người mới tập thì rất khó. À, nhưng mà giờ nếu mình ngồi kiết già không được, à, mình ngồi nó đau nhất nó không được thì giờ mình đổi, mình ngồi bán già thôi, cái gì mình ngồi bán thôi, ngồi chân dưới mình chân kéo lên. À, cho nó nhẹ với một chút thì cũng được thôi, cũng tốt thôi chứ không có quan trọng gì hết. À, miễn là sao mình ngồi sao mình cảm thấy được thoải mái. À, mình ngồi bán già như vậy, nếu mà mình ngồi thấy cảm thấy yên ổn thoải mái được thì mình ngồi bán già. Còn nếu mà tệ hơn nữa, có những người mà mình ngồi không được, có những trường hợp cái xương chân rồi nó cứng quá hoặc là lớn tuổi quá ngọn được thì mình ngồi kiểu mà miếng điện á. À, chắc quý vị biết kiểu miếng điện. À, miếng điện là hai cái chân xếp lại cái người ta để dưới đất luôn. À, hai chân xếp lại để dưới thấy không? À, thì khi người ta để hai chân vậy người ta thấy thoải mái, à, người ta ngồi được thì cái đó gọi là ngồi miếng điện. À, là ba cách như vậy, ngồi kiết già nè, là một ha, ngồi bán già là hai ha, rồi ngồi kiểu miếng điện là ba. À, ba kiểu. Nhưng mà giờ có những người ta bị những trường hợp ta không ngồi được trong ba kiểu này thì ngồi lên ghế cũng không sao đó, nhưng mà bắt cái ghế ngồi. À, ngồi lên ghế, à, để hai chân là xuống đất, đụng đất đàng hoàng ha, ngồi trên ghế thẳng lưng, bắt đầu ngồi kiết già lưng thẳng. À, lưng thẳng đúng chưa, bây giờ kêu là lưng thẳng, ngồi cái lưng mà thẳng lên, cái cột sống mình phải thẳng, chứ nếu mà mình để cho cái lưng mình nó bị cong, nó hơi bị cong xuống thì ngồi lâu ngày nó sanh bệnh. À, cho nên mình phải ngồi cho lưng nó thẳng, không có bị cong vẹo, lưng thẳng và cái cổ mình cũng phải thẳng nữa. À, cái cổ mình cũng phải giữ cho nó thẳng chứ không thôi nó bị nghiêng. Có nhiều người ngồi cái đầu lát nghiêng qua bên, à, ngồi thiếu cái đầu nghiêng bên trái hoặc là nghiêng bên phải hoặc là cúi xuống quá cũng không được.
thì nó làm cho đau cái cổ và nó sanh nhiều cái bệnh về sau này, mình ngồi lâu ngày nó sanh bệnh. Cho nên mình phải có cái sự chánh niệm cho nó đó, ngồi lưng phải thẳng, cổ cũng phải hơi cúi nhẹ xuống thôi chứ đừng có cúi sâu quá, hoặc là đừng nghiêng bên trái bên phải. Có những lúc mình ngồi á, trong lúc mình ngồi lúc đầu á thì thẳng, nhưng mà ngồi chút cái bắt đầu nó quẹo, lưng nó hơi cong xuống hoặc là cổ nó hơi nghiêng bên, thì mình phải biết liền, phải phải tỉnh giác lúc đó liền, mình phải biết là mình đang bị trong cái tư thế nó bị sai. Mình sửa lại, cố gắng ngồi cho lưng thẳng thốn. Thì trong cái đầu tiên là chúng ta phải ngồi kiết già lưng thẳng, hoặc ngồi bán già, hoặc là ngồi kiểu là miến điện á, là ngồi cái xếp em biết là gì kiểu chắc ngồi bên hay sao mà. Tức là giờ chúng ta ngồi kiết già là lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt. Đây tức là tại sao Đức Phật dùng cái chữ này, chúng ta thấy rằng an trú niệm chánh niệm là niệm trước mặt, tức là chúng ta bắt đầu lại gì, lúc đó chưa có nói tới cái đề mục, Đức Phật chưa có nói tới một cái đề mục chính thức, thì trước tiên chúng ta chưa có vô đề mục thì chúng ta an trú niệm trước mặt, tức là tác ý, tâm mình tác ý để trước mặt, chứ không phải để tùm lum tà la chỗ chỗ khác, mà mình phải để an trú chánh niệm trước mặt tỉnh giác. Tức là tỉnh giác là phải phải giữ tâm mình cho được tỉnh giác sáng suốt, không có bị lờ đờ, không có bị buồn ngủ hoặc giả dự, phải giữ tâm mình cho nó tỉnh giác sáng suốt. Thì nếu mà mình không giữ được cái sự tỉnh giác này á, thì chúng ta khó mà đi vào trong cái thiền. Phải tác ý cho tâm mình được và tỉnh táo đàng hoàng ha, rồi mình ngồi ha, mà an trú niệm trước mặt mình. Có nhiều chỗ ta nói an trú niệm trước lỗ mũi thì vấn đề này còn sao cũng được, nhưng mà chưa, tại vì tới đây là nó chưa đi vô cái đề mục, nên mình mới nên đặt cái tác ý là an trú niệm trước mặt, tức là nó chưa vào đề mục gì lắm được không. Mà khi mà tới đây là mình chưa có nói tới cái vấn đề hơi thở thì mình chỉ để cái tâm mình trước mặt, rồi mới tỉnh giác vị ấy thở vô, tức là tỉnh giác sáng suốt, tỉnh giác thở vô. Thì lúc này đó, kính thưa quý vị, hơi thở nó bắt đầu phát khởi. Thì hơi thở vô, hơi thở tự động nó chạy vô nha, chứ mình đừng có kéo nha, mình đừng có ép hơi thở, mình đừng hít vô, mình đừng có tạo ra một cái sự cố gì, mình đừng có cái sự ép buộc cố gì. Cứ tỉnh giác khi thở, hơi thở vô, hơi thở vô thì mình phải biết tỉnh giác là biết rõ đó, tỉnh giác là vì ấy thở vô tức là biết rõ thở vô. Thì cái sự hơi thở vô này là kính thưa vậy, nó rất là đặc biệt nha. Khi mình nói tỉnh giác hơi thở vô rồi tỉnh giác hơi thở ra, là mình phải biết rõ hơi thở vô và hơi thở ra. Thì hơi thở vô ở đây đó, tới đây ha, mình nói tới đây là mình ngưng cái bài đọc nãy không, thì nay mình học tới đây thì vị ấy thở vô tỉnh giác vị ấy thở ra. Thì cái hơi thở, bản thể cái hơi thở là gì, cái gì? Pháp bản thể của thở là gió, đúng rồi, xà thú, xà thú. Thì gió nó là pháp bản thể của hơi thở, tức là nó tạo nên cái sự chuyển động, đi vào, nó chuyển động, đi ra. Thì đây chính là cái pháp bản thể của nó, mà pháp bản thể của nó là gió, mà gió thuộc về tục đế hay chân đế cái gì? Gió thuộc về tục đế hay chân đế? Chân đế, xà thú, xà thú là Nguyên Như giỏi quá à. Như dạng này lên thầy rồi ha. Chất gió là một trong tứ đại thuộc về pháp chân đế, mà pháp chân đế là đối tượng của tứ niệm xứ. Nhưng mà mình nhớ rõ ràng pháp chân đế là đối tượng của tứ niệm xứ chứ không phải pháp tục đế. Nếu mình dùng tục đế thì là thành ra đối tượng của thiền chỉ. Cho nên pháp chân đế là bản thể, pháp chân đế là đối tượng của đại cao, đối tượng của trí tuệ ha. Cho nên khi mình nắm được cái ý nó là mình biết được cái bản thể gió nó là pháp chân đế, nó là hơi thở vào, hơi thở ra, nó đều là pháp chân đế hết. Thì mình bắt là bắt ở cái pháp chân đế này á, chứ mình đừng có bắt cái pháp tục đế. Hay như mình thường thường á, mình hay bị rơi vô cái tục đế,
Đã vô cái mình niệm thở vô, mình đọc đầu nó cái chữ thở vô, thở ra, cái mình thở ra, tức là mình niệm cái hơi thở vô hay thở ra. Thì như vậy mình không phải là thiền tứ niệm xứ, mặc dù nó không có gì là sai á, nhưng mà nó chỉ là thiền chỉ thôi, tức là mình bên thiền chỉ chứ không phải bên là thiền tứ niệm xứ. À, cho nên khi mình thở vô, mình ghi nhận, mình quan sát cái sự chuyển động của hơi thở vô. À, tức là chúng ta bắt cái bản thể gió, thì bản thể gió nó là pháp chân đế mà, thì mình bắt cái bản thể gió như vậy á, thì mới gọi là mình đang quan sát về cái pháp chân đế, mới thuộc về đối tượng của là tiền tứ niệm xứ. Cái gì nắm được này không? Alo cho biết đi. Được không? Nắm được không? Rồi, ok. Rồi, cái hơi thở vô, hơi thở ra là thuộc bản thể gió. Nhưng mà bây giờ có người có một cái chú giải, người ta nói một hơi thở vào à, nó có được gọi là lục đại duyên khởi. Lục đại duyên khởi tức là nó có sáu pháp lớn mà nó sanh khởi trong một hơi thở thì gọi là lục đại duyên khởi. Thì quý vị có từng nghe cái này chưa? Không biết quý vị có được nghe này không? Lục đại duyên khởi. Chưa biết nè. Rồi lục là sáu, đại lớn, lục đại duyên khởi tức là duyên khởi phát sanh từ gió, nó có lục đại duyên khởi. À, giờ gió là một đại đúng không, là một gió, là một, thì trong khi mà gió nó sanh khởi, hơi thở là gió, bạn thấy gió nó sanh khởi thì nó đi theo những cái gì, quý những cái gì mà bất phân ly được. Thật luôn. Thật luôn. Gió thì nó phải có đất, có lửa, có nước, nhưng mà phải tứ đại bất phân ly, mà phải có tứ đại. Ở đây mình đang nói về lục đại duyên khởi, lục đại là lớn. À, thì nó có gió phát sanh thì nó có đất, có lửa, có nước, tức là tứ đại. À, tức là có bốn pháp, bốn cái là đất nước lửa gió là đồng sanh lúc đó, thì trong hơi thở nó là có tứ đại, được gọi là mới có bốn ha, là lục đại duyên khởi nó sáu lần, mà giờ là gió đất lửa nước là bốn thuộc về tứ đại, đúng chưa? Rồi thêm một cái nữa là gì, gió hơi thở nó đi vào trong cái lỗ mũi của mình. À, thì lỗ mũi của mình đó là gì, là khoảng không. À, là cái khoảng không thì được gọi là sắc hư không. À, thì như vậy thêm một cái nữa là khoảng không là năm, đúng chưa? Chứ nếu mà lỗ mũi mình bị bít lại cái này sao gió vô được, là nó phải có cái khoảng không cho đó. À, phải có cái hư không cho đó, sắc hư không cho đó. À, thì như vậy có thêm một cái nữa là hư không, rồi thêm một cái nữa quý vị biết là gì không? Đặt đi. Chưa tới tác ý, là tác ý xa lắm. À, thì này mình đất nước lửa gió. À, đất nước lửa gió hư không và cái thức. À, tức là cái tâm nó biết được cái gió vào gió ra. À, thì như vậy được gọi là lục đại duyên khởi, đất nước lửa gió hư không và thức. Nắm được chưa? Cái gì nắm được nào? Rồi ha, đó, tức là khi mà đất nước lửa gió mà cái bản thể gió nó mạnh đó, mình có nó đi vào, thì nó khi đi vào nó xúc ngay cái đầu mũi đó, nó đụng vô cái đầu mũi đó, thì cái gì thức gì sanh, đúng rồi, có xúc là có tác ý, nhưng mà tác ý nó đi sao chưa. Bây giờ khi mình cái hơi thở của mình đi vào nó đụng vô cái đầu mũi mình á, thì cái thức gì sanh, cái gì thân thức, đúng rồi, thân thức sanh, thân nó sanh, thân thức nó sanh. À, cái làm thân thức nó sanh. À, thì lúc đó chúng ta có cái xúc, được gọi là thân xúc luôn. À, thân xúc thì như vậy lúc đại duyên khởi phát sanh ngay cái tích tắc đầu tiên của hơi thở vừa chuyển động vào là chúng ta đã có được là sáu cái pháp này nó phát sanh rồi. À, thì như vậy cái thân thức nó sanh, nó thì chúng ta phải đặt niệm
ngay cái chỗ đó, đó đặt niệm ngay cái chỗ mà thân thức nó phát sinh đó. Sau đó là phải có chánh niệm tỉnh giác ngay chỗ đó. À, thì như vậy trong cái hơi thở vào hơi thở ra và chúng ta đã có bao nhiêu cái pháp nó phát sinh như vậy rồi. À, chứ không phải là đơn giản mà mình nghĩ là vào thở ra vậy thôi. À, cho nên khi mình biết được rồi, mình ngồi mình thiền mình quan sát rất là thú vị, nó rất là nhiều cái pháp nó phát sinh. À, khi mà nó xúc chạm như vậy, nó vô nó xúc chạm thì cái tâm mình nó phát sinh như thế nào. À, ví dụ trong lúc mình hít vào cái thần thức nó xúc xúc chạm rồi nó duyên cho những cái tâm khác nó phát sinh. À, nó làm cho ví dụ như mình cảm thấy nhẹ nhàng phấn khởi. À, thì lúc đó chúng ta khởi lên cái sự hoan hỷ, cái sự thích thú trong cái pháp. À, cái tâm mình nó phấn khởi đó. Thì khi tâm phấn khởi như vậy, chúng ta đang thuộc về thọ gì quý vị? Hỷ, xa thú, xa thú. À, chúng ta lúc đó chúng ta hòa cái thọ. À, chúng ta thấy được trạng thái cơ thể mình nó phát sinh được cái cảm giác thọ hỷ. À, còn nếu mà mình đang thở vào thở ra mà tự nhiên cái thân mình, cái chân mình bị đau nhất thì chúng ta đang cảm thọ gì thưa quý vị? Cảm thọ khổ, đúng rồi, cái thân mình bị rơi vô cảm thọ khổ. Rồi khi cảm thọ khổ nó phát sinh thì mình cảm thấy mình bực bội, cái tâm mình nó khó chịu, bực bội vì mình đang cảm thọ gì cái thứ vậy. Ưu xa thú, xa thú. À, thì như vậy chúng ta thấy rằng chỉ có một chút xíu vấn đề nó phát sinh nhiều thứ nhiều loại, mà mình nhiệm vụ mình là gì? Mình chỉ là một người khách quan ở quán sát, mình dùng chánh niệm tỉnh giác để mình quan sát các pháp nó đang sanh như thế nào, nó sanh như là như thế nào ngay hiện tại. À, khi mà một hơi thở vào hơi thở ra thì nó sẽ phát sinh những cái gì, mình nhiệm vụ mình không có ép buộc bất cứ một pháp nào, chúng ta cứ để tự nhiên. À, khi nó phát sinh như thế nào, nhiệm vụ mình chỉ ghi nhận như thế đó. Và khi mà mình đã làm được cái điều này đó, mình thực hiện được những cái pháp này đó, mình ghi nhận được thân, ghi nhận được thọ, ghi nhận được tâm, ghi nhận được pháp, mình ghi nhận được một cách nhạy bén, một cách linh hoạt, thì lúc đó từ từ trí tuệ nó phát sinh. À, và khi trí tuệ chúng ta phát sinh một cách rõ ràng, chúng ta sẽ thấy được rõ ràng đâu là danh, đâu là sắc. Như vậy là cái tuệ thứ nhất là chúng ta sẽ phát sinh được danh và sắc chỉ trong một cái hơi thở vào, hơi thở ra. Nếu chúng ta quan sát đúng, hiểu đúng pháp thì chúng ta thấy những vấn đề nó phát sinh một cách rất là rõ ràng, một cách là tốt đẹp. À, ưu là về tâm sân á, tâm ưu tâm sân mình sanh á. Thọ ưu tâm sân thì nó chỉ có thọ là một thọ thôi, là thọ ưu. À, thì được gọi là tâm sân, tâm thọ ưu, tâm ưu, tâm sân thọ ưu. Rồi đó là trong cái đoạn đầu này chúng ta học về một cái hơi thở vào và hơi thở ra, thì chúng ta sẽ thấy những cái sự phát sinh như thế nào. Thì như vậy chúng ta mỗi ngày mình ứng dụng thì mình áp dụng vô ngồi viết già lưng thẳng an trú chánh niệm trước mặt, thở vô tỉnh giác biết thở vô thở ra biết thở ra, mình quan sát như vậy, mình ngồi mình mục kích mình quan sát một cách thoải mái tự nhiên, tức là mình đừng có ép buộc, đừng có gò, đừng có gồng mình trân mình nhé. Mình ngồi rất là tự nhiên thoải mái, mình tỉnh giác tâm mình sáng suốt. À, mình quan sát từ hơi thở một, khi nó vào mình quan sát nó như thế nào, nó ra như thế nào. À, mình quan sát về bản thể thực tính pháp của nó. À, tức là bản thể gió nó vào nó ra như thế nào, sự xúc chạm như thế nào, thân xúc như thế nào, nó tạo ra những cái loại thọ nào, những cái tâm nào phát sinh, những cái pháp nào phát sinh. Mình sẽ thấy từ từ, mình mới đầu mình khó nhưng mà tập thời gian mình sẽ rất là tâm mình nó trở nên nhạy, và mình sẽ thấy được nó giống như mình đang coi một cái tuồng cine, nó tới đâu là mình ghi nhận tới đó, tới đâu mình ghi nhận tới đó. Còn những lúc mình thất niệm là mình sẽ bị mất mất cái đoạn đó. Mình làm lại không sao đó, tất cả những gì mình tập luôn luôn thế mà mình bị mình làm lại từ đầu, mình bỏ làm lại từ đầu hết. Đấy, làm lại tập tập riết tâm mình từ từ nó nhạy, cái gì nó vừa sanh lên cái là mình ghi nhận được, sanh lên ghi nhận được liền, tâm mình trở nên nhạy bén sáng suốt. Và tới một ngày nào đó trí tuệ nó bùng phát, nó phát sanh. Trí tuệ phát sanh vậy là do nhân do duyên đầy đủ. À, nếu mình không có sự tu tập thường xuyên thì cái nhân duyên không đến thì chúng ta không có thành tựu được. À, cho nên chỉ cần hơi thở vào hơi thở ra, quý vị ghi nhận biết rõ tập như đó thôi, một cái bài tập này thôi thì có thể là nhiều khi mình tập cả suốt đời. À, chúng ta theo mấy chục năm tới giờ tập mà vẫn còn bị rớt lên rớt xuống rất là khó, cái vậy coi vậy chứ với thiền quán khó lắm. Mình tập lát cái nhảy vô cái thiền chỉ lại à.
tập như đó, cái đó nó, tự nhiên cái tâm mình nó yếu đó, cái mà mình phải nhảy vô thì chỉ là phải niệm mời bút thô, hoặc là niệm hơi thở vào hơi thở ra, hoặc là có người ta đếm số chẳng hạn à, thì rất là khó. Có tác ý chứ, lúc mình quan sát thì mình phải có một cái người ta kêu là Yoniso Manasikara, là mình phải khéo léo tác ý à, mình khéo léo tác ý để mình thấy được cái thật tính pháp, chứ mình chỉ mình ngồi mình lì ra mình chỉ bình thường thì mình đâu có thấy được à, mình đã có cái sự mà khéo léo tác ý, và khéo tác ý khi hơi thở vào mình quan sát một cách là trí tuệ, một cách sáng suốt để mình thấy được thật tính pháp của nó. Chứ nếu mình không có cái sự tác ý về để mà bắt được cái thực tính pháp thì chúng ta khó thấy lắm. Giống như mình làm phước vậy đó, mình đem tiền mình cúng dường, hoặc là mình đã nấu đồ ăn mình cúng dường cho chư tăng hay cho bất cứ ai vậy đó, thì mình khi mình đem dâng mà mình cứ đầu mình cứ lì lì, mình không có suy nghĩ vậy đó, mình cho mình không có sự hiểu biết thì đó mình mất cái phần cái trí tuệ, mình không có cái thấy được thực tính pháp à, là nói như vậy. Thiền chỉ là nó chỉ đơn giản thôi, thiền chỉ đơn giản là chỉ bắt một cái đề mục duy nhất à, ví dụ như mình nói về hơi thở thì nó chỉ bắt duy nhất hơi thở rồi à, hơi thở vào hơi thở ra, hơi thở vào hơi thở ra, quan sát tức là nó chỉ an trú trên cái hơi thở như vậy thôi, nó không suy nghĩ gì khác ngoài đó, bắt duy nhất như vậy. Cho đến khi nào cái quan tướng nó phát sanh à, nó phát sanh rồi an trú, và rồi đó tới khi nào đắc được cái sơ thiền thì thiền chỉ là chỉ như vậy, một đối tượng duy nhất. Nhưng mà thiền quán nó khó, rất là khó ở chỗ là như bất cứ đối tượng nào vừa sanh khởi một cách rõ ràng là mình quan sát đó. Bất cứ cái trạng thái nào sanh khởi mình quan sát à, cái cảm thọ nào sanh khởi mình quan sát, cái tâm mình nào sanh khởi mình đều phải quan sát một cách rõ ràng, một cách chính xác à, mà mình chỉ quan sát một cách riêng, mình không có một cái sự ép buộc gì hết. Thì khi chúng ta có một sự ép buộc, sự mà gượng gạo thì nó che lấp thì cái trí tuệ của mình, làm cho mình khó thấy được các pháp. Bởi vì các pháp nó tùy duyên nó phát sanh, mà khi nó phát sanh thì đủ duyên nó sanh thì mình chỉ có nhiệm vụ mình quan sát à, và mình thấy được nó một cách rõ ràng, nó bằng trí tuệ, thấy được nó bằng sáng suốt à, cho nên đó là cái mà nó bởi vậy nó khó, khó cho nó à, khó để chúng ta đi vào thiền quán. Nhưng mà khi mình biết rồi mình tập mình thấy nó rất là hứng thú, thú vị, thấy những cái mà chưa từng thấy, nghe những cái chưa từng nghe à, rất là đẹp như vậy. Thì hôm nay là cũng do ngẫu hứng là muốn vào để đóng góp cho room thêm cái phần à, để mà biết thêm được chút đỉnh gì đó à, cũng đóng góp cho về cái pháp hành à, thật sự pháp hành này rất khó là gì, và mình chỉ biết cho ai có kinh nghiệm nhiều thì tự mình sẽ tìm ra được cái con đường giải thoát à. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Cả Giá à, xin trả lời cho MC. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và Nguyên Như con xin thay mặt lớp học kính tri ân thầy kinh đã giảng giải cho chúng con về bài thiền tập của ngày hôm nay. Quý vị có nghe chưa? Mà thầy dạy cái mà mình ngồi thiền mặt trung cái chỗ mà thân xúc chạm ngay chỗ cái sự nóng giữa cái hơi gió với lại cái thân dạ cái sự xúc chạm giữa cái gió nó vô với lại cái chỗ mà cái thân mình ngay cái điểm lỗ mũi phải không thầy, thì cái chỗ đó phát sinh ra nếu mà mình hiểu được sâu về cái diệu pháp nó rất là interesting. Dạ quý này ngồi thiền với nhau thử nghe. Dạ thưa thầy, mấy bạn con có muốn là hỏi thầy một số câu hỏi về diệu pháp. Khi ngày hôm bữa học với thầy xong thì có nhiều vị rất mắc như vậy. Anh Lý xung phong trước nha. Lý, anh Lý có nhiều câu hỏi nè. Nguyên Như xin kính mời anh Lý nha.
Kevin ơi, như thấy hình như anh Mỹ đang bị kẹt mic rồi. Kevin cầm mic hỏi trước nha Kevin. Sa thú, sa thú. Dạ thưa thầy, mấy bạn chắc đang chuẩn bị lên. Dạ thưa thầy, cho con hỏi câu đầu tiên trước là tại sao mà cái tâm vi tiếu thọ hỷ duy tác lại được xếp vào một trong cái 18 tâm vô chung với cái phần kháng ngũ môn với kháng ý môn, mà cái tâm này của những vị A-la-hán mà không có được xếp vào chỗ khác, thưa thầy. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tam Ma Di Đà Phật. Đâu phải được xếp vô. Cái tâm nó là vậy, tâm là vậy, tại nó không có nhân thì nó mới đưa vô nhóm tâm vô nhân. Tâm của một vị A La Hán là lúc mà thấy một cái gì đó hoặc là nghe một cái gì đó, các ngài mỉm cười thì một cách phản ứng tự nhiên mỉm cười thôi. Thành ra như vậy nó không có một cái nhân đầu sanh chung. Thì cho nên mà cái tâm này cái quý vị nó chỉ có những bậc tinh văn thôi nha, những bậc độc giác không có, bậc toàn giác không có xài tâm này, những bậc tinh văn giác thì có xài tâm này. Vì mà thấy một cái gì đó các ngài mỉm cười, thấy một cái gì đó tác động làm cho cái tâm các ngài mỉm cười, như vậy thì lúc đó là không có một cái nhân nào nó có thể đồng sanh chung được, cho nên được xếp vào trong cái nhóm gọi là nhóm tâm vô nhân. Do vậy chúng ta thấy là ngay cả di tác cũng cũng không có những cái nhân đầu sanh chung, chỉ nói gì mình ha. Rồi đó là cái vấn đề mà chúng tôi biết được như vậy, xin đóng góp cho rồi. Rồi. Kính chào thầy, kính chào Nguyễn Như. Sao nãy không kịp trả lời. Kính chào thầy. Lúc mà hôm kia thầy dạy về tâm bi và tùy hỷ đó, thì thầy có nói là tâm bi và tùy hỷ có mặt ở trong tám tám tâm thiện dục giới tịnh hảo và tám tâm duy tác dục giới tịnh hảo và trong 12 tâm sắc giới. Vậy có nghĩa là tâm bi và tùy hỷ có mặt ở trong tâm quả của sắc giới mà không có mặt ở trong tâm quả của tục giới dục giới tịnh hảo. Vậy con có điều thắc mắc là tại sao nó lại nằm trong tâm quả của tâm sắc giới mà không có nằm ở trong tâm quả của tâm dục giới tịnh hảo? Dạ cảm ơn thầy. Đây, xa thú xa thú, câu hỏi rất là tuyệt vời ha, có nghiên cứu, có học, có sâu sắc. Thì quý vị thấy đối với bi và tùy hỷ với tâm thiện dục giới, bây giờ mình thấy cảnh đối tượng mình khởi lên lòng bi, khởi lên hỷ, thực sự nó rất là yếu, nó chỉ ở phát sanh ở cái thuộc về lộ động tấp thôi, nó không có thể phát sanh trong khi mà nó được trổ quả. Cho nên khi mà mình nói bi tùy hỷ được gọi là tứ vô lượng tâm, khi nào được thành tựu tứ vô lượng tâm đó, tức là nó nằm ở qua cái phần thiền mới kêu là tứ vô lượng tâm. Khi mà mình tu thiền về tứ vô lượng tâm, thì mình niệm về tâm bi, mình luyện về cái thiền về cái tâm bi, mình đắc được thiền tâm bi đó. Thì khi mà người mà đắc thiền về bi tùy hỷ hoặc là từ bi hỷ xả đó, mới đắc những cái thiền đó, thì ngay trong kiếp hiện tại này đó, nếu mà họ không hoại thiền đó, bây giờ họ tu mà tới giờ phút cuồng tắc hơi thở mà không bị hoại thiền á, thì khi họ chết họ tái sanh về nơi về cảnh giới gọi là cõi trời sắc giới. Thì khi họ tái sanh về cảnh trời sắc giới, họ tục sinh bằng tâm quả thiền. Cho nên bởi vậy khi họ tục sinh bằng tâm quả về cảnh trời sắc giới thì nó luôn luôn có theo những cái tâm sở tứ vô lượng tâm đó, bởi vì nó là do cái sự tu tập mà thành tựu mà.
À, mà cái thành tựu đó là khi mà qua một cái sống khác là nó mới phát sinh cái quả, còn ngay trong cái hiện tại nó không có sinh quả được. À, cho nên đối với tâm thiền sắc giới sơ nhị tâm tứ thiền, khi mà qua tâm quả làm việc tục sinh qua kiếp sống khác thì bi và tùy hỷ nó có mặt, nó có đồng sanh trong đó. Còn đối với dục giới thì nó không có đồng sanh dục giới, bởi vì thật sự là mình chỉ theo phản ứng, mình theo cảnh tác động. À, ví dụ mình thấy người đó khổ quá thì mình khởi sanh cái lòng bi, mình khởi sanh nó rất là yếu, nó không có đủ để mà nó tạo cho một cái quả mạnh để mà nó phát sanh ra một cái tâm quả có bi và tùy hỷ trong đó. À, đó là cái vấn đề tại sao trong cái dục giới tịnh hảo nó không có mà trong cái thiền thì nó có, bởi vì thiền là có một cái sự tu tập thật sự, lấy đối tượng làm đề mục. À, mình lấy một cái đối tượng chúng sanh mình tu tập cách tới mức độ mà đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì quý vị thấy là cái năng lực của cái tứ vô lượng tâm này rất là dễ sợ ha. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy nó sẽ khác biệt như vậy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ thưa thầy, Nguyên Như xin đọc câu hỏi của một bạn mới vừa nhắn cho Nguyên Như thưa thầy. Tại sao tâm tái sinh của bậc dạ tại xin thầy trả lời là bậc Tu Đà Hoàn tái sinh bằng tâm gì? Dạ thưa con xin xuống mít ạ. Dạ, mời các thầy đó. Dạ, thì kính thưa quý vị, khi mà giờ thí dụ như Nguyên Như đi, giờ tu trong cái sống này, đắc được Tu Đà Quần. À, khi mà đắc được Tu Đà Quần là diệt trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, là năm giới, cái năm cái giới, ngũ giới là bất động luôn. À, một vị đắc Tu Đà Quần rồi thì không bao giờ họ phạm vào một trong năm giới, là thuộc về giới, phải nói rằng là tự nhiên, một bậc Tu Đà Quần là như vậy. Thì một người mà có giới tự nhiên mà có được cái đạo và quả rồi đó, thì khi mà họ đắc xong họ trở về đời sống bình nhật, sống bình thường đó, thì họ sử dụng bằng những cái tâm thuộc về tâm thuộc dục giới. À, ví dụ như sống bình thường, như là đắc rồi ra sống bình thường thì vẫn sống bằng những cái tâm thiện, hợp trí hay là ly trí, hoặc là sống bằng cái tâm tham, tham mà thọ tham mà hỷ xả, nhưng mà ly tà chứ nó không có hợp tà nha. Đối với bậc Tu Đà Quần thánh nhân thì không còn hợp tà nữa, thì như vậy bốn tâm tham hợp tà của họ đã diệt mất, không còn, và tâm si hoài nghi cũng diệt luôn, bởi vì thân kiến hoài nghi giới cấm thủ diệt tận. Thì như vậy thân kiến là tà kiến là diệt, mà hoài nghi là cũng diệt, thì tâm si hoài nghi cũng diệt luôn, và giới cấm thủ cũng thuộc là tà kiến. Thì như vậy bốn tâm tham hợp tà diệt mất, si hoài nghi diệt mất. Thì như vậy năm cái tâm bất thiện họ đã diệt mất mà không còn ha. Thì như vậy một người mà đã diệt được như vậy rồi thì họ sống trong cái đời sống bình nhật cho đến khi phút cận tử, thì đối với một bậc thánh là không phải như một bậc tu thiền bình thường. À, một vị thánh khi tử, khi chưa chết, tử là lộ trình tâm cuối cùng là phải là thiện chứ không thể là bất thiện được. À, nhưng mà một vị tu thiền á, ví dụ như mình tu thiền chỉ đi, mình đắc sơ thiền. À, tu còn phàm mình không phải là mình đắc sơ thiền mình tu, nhưng mà tới nửa chừng đoạn đường gần cuối mình đứt thiền, mình hoại thiền, bằng cách mình phạm giới hay gì đó mình bị hoại thiền. Thì khi hoại thiền như vậy người đó tử dẫn đi tục sinh vào những cõi khổ như thường, dẫn tục sinh vào ngạ quỷ, Atula, địa ngục, súc sanh như thường. Nhưng mà bậc thánh thì không bao giờ, bởi vì họ không bao giờ phạm giới, không bao giờ phạm vào những cái điều ác, cho nên giờ phút cận tử của một bậc thánh Tu Đà Quần chắc chắn là phải là thiện. À, mà tục sinh là thiện, là phải thiện hợp trí luôn chứ không phải thiện ly trí, bởi vì sanh lại làm bậc Tu Đà Quần, họ sanh lại họ vẫn là Tu Đà Quần. À, và họ vẫn tu tập được, họ vẫn tu tập được như thường. À, họ vẫn thành tựu được cái đạo quả tăng lên từ từ, ví dụ như sanh kiếp sau họ sanh lại họ có thể tu đắc lên được nhị quả, tam quả, tứ quả, đắc thành A-la-hán được như thường. Thì như vậy đó là một bậc Tu Đà Quần khi tử tục sinh trở lại là phải bằng tâm quả thiện, quả thiện hợp trí hỷ hay xả tùy theo. À, đó là cái vấn đề mà một bậc Tu Đà Quần là chắc chắn là như vậy, chứ không thể nào mà tục sinh bằng tâm quả bất thiện được hết. À, đó là cái điều mà Đức Phật nói là bậc Tu Đà Quần tái sanh là tối đa là 7 kiếp trong cõi dục giới, và sanh trở lại đi là tối đa là 7 kiếp là niết bàn luôn.
Còn một người phàm thì mình cứ lặn lên lặn xuống hoài, à, lúc thì trời, lúc thì người, lúc địa ngục, ngạ quỷ, Atula, mình xây vòng vòng vòng. Nếu mình không có tu tập thì muôn đời luôn. À, đó là cái vấn đề như vậy. Rồi xin trả lời như vậy ha. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, nguyên xin thay mặt cả lớp kính tri ân thầy về câu trả lời này. Dạ, thưa thầy, có một câu kế tiếp của anh Lý. Khi mà nói về thiền khô và thiền ướt, thì tụi con có học là khi mà nói về thiền khô á, thì những vị này không hề học về thiền chỉ, mà chỉ tập trung thẳng vô tới thiền quán, tức là không biết gì hết á, là vô tập thiền. Nhưng mà khi mà vị này đã chứng được đạo Tu Đà Hoàng, thì trong cái 40 cái tâm siêu thế ở đây, tụi con không thấy cái chỗ nào để cho vị có thiền khô ở trong này, mà chỉ có thứ nhất thấp nhất đó là sơ đạo sơ thiền. Như vậy thì cái vị thiền khô này nằm ở cái vòng tròn nào trên bảng niêu thưa thầy? Dạ, cái này là thắc mắc của anh Lý. Dạ, con xong, không không biết gì hết, tức là không có biết thiền chỉ đó thưa thầy. Dạ, con xin xuống đó. Nam mô Bụt Thầy. À, cái gì người mà tu tập mà từ phàm phu tục tử mà đến thành thánh nhân rồi, cái chuyện chuyện đó đâu có đơn giản. À, cái gì thấy không? À, trong vô lượng kiếp mà mình làm sao họ không biết được, không biết hết đó chứ không biết. Nhưng mà khi mà họ tu thì họ chỉ tu theo thiền quán, họ tu theo theo tứ niệm xứ mình đó. À, họ tu họ quán thì tứ niệm xứ họ đắc được cái sơ đạo vậy đó, sơ đạo và sơ quả, họ đắc được cái thành thánh nhân, thành bậc thánh đầu tiên. Mình lấy bậc thánh đầu tiên mình biết không? À, thì người đây đắc được bậc tầng thánh nhưng mà không có đắc thiền, vị này không có đắc thiền, thành ra được gọi là thiền khô là vậy. Nhưng mà thực sự khi mà mình tu thiền quán là mình cũng an trú tâm mình dữ lắm á, tâm mình nó đi đạt đến mức độ coi như là sát na cận định luôn. Nếu mà lộ tâm thì nó vô tới là cận định luôn, nó sát như là định. Thì từ cái cận định này ta quán sát ta mới thấy được vô thường khổ vô ngã. À, và chứng đắc được đạo quả trong, trong cái giai đoạn này thì lộ tâm của họ là cũng coi như là tương đương với là sơ thiền. À, cho nên trong một bậc thánh gọi là thiền khô là tu đồ quần tu đồ hàm a hàm a la hán đắc thiền khô thì coi như tương đương với sơ thiền. À, chứ không phải là thường. Thành ra chúng ta thấy rằng trong cái vòng tròn đó chỉ có sơ đạo sơ thiền, nhị đạo sơ thiền, nhị đạo tam đạo sơ thiền, tứ đạo sơ thiền, rồi quả cũng vậy. Thì như vậy cái sơ thiền là tương đương với cái bậc mà thánh mà không có tu về bên thiền chỉ, nhưng mà là tương với sơ thiền. À, và họ sanh về cái ví dụ mà tu được quần sanh về cõi trời sắc giới thì cũng sanh bỏ sơ thiền luôn. À, nó tương đương như vậy, vòng tròn tương đương là đó đó, nó ngay sơ thiền đó, ngay cái đầu tiên đó là nó luôn á, cái hàng dọc xuống nhất dài xuống đó, là tương đương với sơ thiền luôn đó, tương đương là nó luôn đó, là sơ thiền luôn đó. Rồi đó là cái vấn đề như vậy. À, xin trả lời. Dạ, kính chào thầy, kính chào đạo tràng. Là con có câu hỏi. Hồi nãy con nghe thầy giảng về những cái tâm mà tâm thiện đó, là khi mà bị tu đạo hoàng đó, tục sinh bằng những cái tâm quả, thì là những cái tâm quả ly trí. Thì dạ con hiểu, nhưng mà tâm tâm nhân á, tâm tâm thiện mà tâm thiện vô trợ hữu trợ đó, thì con hiểu, nhưng mà tâm quả vô trợ hữu trợ thì con không hiểu quả nó sẽ như thế nào, mà vô trợ và quả cho thế nào là hữu trợ. Dạ, xin thầy giải thích gì mà cho thí dụ dùm mà. Dạ con cảm ơn. Dạ con xin xuống. À, xà thôi, xà thôi. Bây giờ mình phải hiểu cái chữ mà vô trợ là gì và hữu trợ là gì thì mình thấy vấn đề liền. À, thì vô trợ tức là nó nhanh, nó không cần sự trợ giúp, là cái tâm người đó là nhanh nhẹ, tâm người đó làm gì cũng lẹ lẹ. Và hữu trợ là nó chậm, nó cần phải có một cái gì đó tác động nó mới phát huy được cái tâm lực. Thì một người mà tục sinh bằng cái vô trợ đó cái gì? À, thì người này có bản chất là lẹ,
mình để thấy người nào nhanh nhẹ làm gì cũng lanh lẹ, không có bị rề đó, thì đó thì thường là tục sinh bằng tâm là vô trợ, tâm thiện vô trợ, tâm quả thiện đó, tâm quả thiện vô trợ. Ví dụ như giờ thiện hữu sanh làm người, sanh làm người thì mình tục sinh bằng tâm quả thiện vô trợ, thì mình có một cái bản tánh cũng nhanh nhẹ, không có bị mà rề rề rề. Còn cái người nào mà sanh ra một cái làm gì cũng chậm chạp rề 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 thì là tục sinh bằng tâm hỗ trợ. À, bởi vì cái tâm quả tục sinh mà, cái tục sinh là nó nền tảng của cái đời sống. Còn người nào tục sinh bằng tâm quả thiện mà họ hỷ thì người đó có cái sự vui vẻ, tâm tánh nó cũng vui vẻ. Còn người nào mà họ xả thì cái tâm tánh họ trầm lặng hơn. À, thì mình sẽ thấy được qua cái đời sống của họ, mình cũng có thể đoán được họ tục sinh bằng cái thể loại nào, vô trợ, hỗ trợ, hỷ hay xả. À, đó là vấn đề như vậy, nó chỉ là bổ túc cho cái tục sinh của mình, sanh làm cái người như thế nào vậy thôi. À, đó là đóng góp như vậy. Dạ. Dạ, kính hỏi sư về cái tiến trình của những tâm sở hữu biến hành đó sư. Dạ, theo con hiểu thì con thấy sở hữu biến hành xúc thọ tưởng tương nhất hành mạng quyền tác ý thì nó đi theo cái nó đi vì tâm bắt một cảnh thì nó bắt cảnh xúc trước, xong rồi bắt bắt cảnh thọ, tới bắt cảnh tưởng, tới bắt cảnh tư, cái tới nhất hành mạng quyền tác ý. Thì con câu con thắc mắc là nếu mà mình đi đến cái sở hữu bất thiện biến hành đó sư, si vô tàm vô quý phóng dật, vậy thì cái tâm nó cũng đi theo trình tự như vậy hay sao? Nó qua si, xong rồi nó nhảy qua tàm, vô tàm xong rồi nhảy vào vô quý, xong rồi nó nhảy qua phóng dật hả thầy? Hay là nó vô cùng một lúc bốn một cái, nó vô cùng một cái sát na tâm? Dạ, cảm ơn thầy. À, xa lắm. Hôm nay cũng nhiều vị cũng có nghiên cứu kỹ ha, học kỹ rất là xa lắm. Thì chúng ta biết khi mà một tâm sanh lên thì những cái tâm sở nó đồng sanh chung, nhất là bảy tâm sở biến hành là đồng sanh chung lượt đó, chứ không có trước cái sau gì đó. Thì mình chỉ dùng để mình diễn đạt, thì mình nói xúc trước họ họ tưởng tư hành mọi quyền tất ý. Nhưng mà thực sự khi mà một cái thí dụ như một cái tâm tham sanh lên đi, bảy cái tâm sở biến hành nó đồng sanh cùng lúc liền, chứ nó không có biết sao vậy đó. Nhưng mà để mà tiện việc để mình giải thích được thì xúc là sanh rồi mới thọ mới sanh, do xúc có thọ thọ rồi mới có tưởng nhớ ghi nhớ này rồi kia nọ, thì mình nói theo thứ tự để mình dễ hiểu phân biệt. Cũng chẳng hạn như bây giờ tâm tham nó sanh khởi thì bốn cái si phần á, si vô tạm vũ ý phóng dẫn đồng sanh chung trong tham luôn, chứ không phải là nó sanh trước hay sao. Bởi vì tại sao mình tham? Bởi vì mình có si mê, mình có cái sự u tối, sự si mê. Si mê nó có mặt á, thì vô tạm vô quý nó có mặt luôn, tức là không biết hổ thẹn, không ghê sợ tội lỗi nó có mặt. Mà si vô tạm vô quý là phóng dật nó cũng có mặt luôn, tâm mình nó chạy nhảy theo cái cảnh nó loạn động. Cho nên nó đồng sanh cùng lúc chứ không thể nào mà trước sau. Nhưng mà mình học phân ra để mình hiểu được. Cho nên khi mình học về tâm sở xong xuôi rồi mình phải học về những cái tâm sở đồng sanh với tâm như thế nào, rồi tâm đồng sanh với tâm sở như thế nào. Thì mình mới hiểu được cái vấn đề. Rồi mình học về qua những cái phần lộ tâm, thì khi một lộ tâm sanh khởi nó như thế nào mình biết được, thì như mình mới thấy được vấn đề một cách rõ ràng. Chứ thực sự không phải là nó sanh lên từ từ, không phải một cái rẹt cái là nó lên đồng lúc liền. Nhưng mà cái nào làm việc rõ ràng, cái nào làm việc trưởng, cái nào làm việc phụ, cái nào là trưởng, cái nào là thứ, nó rõ ràng để cho mình thấy. Chẳng hạn như là tâm tham sanh khởi thì tâm sở tham nó mạnh, tâm sở tham là trưởng. Mà tâm sở tham mà hợp với tà kiến thì tham tà kiến trưởng. Thì mình thấy là lúc đó mình sẽ thấy cái vấn đề nó rất là rõ ràng. Nếu mà mình học xong xuôi rồi mình đi vào thiền quán, mình sẽ thấy nó hiện bài một cách rõ ràng, rất là chính xác. Đó là vấn đề như vậy. Xa thấu xin nhận biết lại cho rồi. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ kính thưa thầy, hôm qua đó thì tụi con có thắc mắc cái chỗ là tục đế trước hay chân đế trước đó, thưa thầy. Thì có một số người họ nói là nếu mà nói về cái tục
đế có trước cũng đúng. Tự vì trước khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian thì đâu có ai biết pháp chân đế là gì đâu. Ngài tuy là nó là ở trong vũ trụ, nhưng mà Ngài là người kiếm ra được, rồi Ngài mới dạy lại cho mình. Tất cả mọi người đều bám vào cái tục đế để mà sanh sống trong bao nhiêu triệu năm như vậy đó, thành ra mới trầm luân. Rồi khi mà tụi con nhìn qua tới khía cạnh của thầy nói là tục đế là một cái sự không có thiệt, rồi nó mới từ cái chân đế nó mới đặt ra tục đế. Rồi một cái vị nữa thì lại nói là tục đế với chân đế lúc nào cũng tương đương với nhau, tự nó có sẵn ở đó rồi, mà cái tâm mình nhìn cái hướng nào thì mình sẽ phân tích cái hướng đó. Thành ra thiệt sự Nguyên Như thấy là ba câu trả lời đều đúng hết. Dạ thầy có thể nào phân tích cặn kẽ cho tụi con cái chuyện đó được không thưa thầy? Dạ con xin nhân mic lại cho thầy ạ. Xa thôi, xa thôi. Cái gì biết, tục đế nó đâu có, nó là pháp ngoài thời gian, nó không có. Mà nó có được là do chân đế. Chân đế tức là những cái pháp nó có thật, những pháp hiện hữu nó có thật. Dù có Đức Phật hay không có Đức Phật thì chân đế nó vẫn là chân đế. Chúng ta phải nên biết vậy. Pháp chân đế là cái pháp nó thật, có thực tính. Đức Phật chỉ là một vị ngài gia công, ngài tu tập, ngài tìm ra được nó thôi. Cho nên pháp chân đế luôn luôn là nó là có thật. Rồi từ cái pháp chân đế người ta mới nương ra để người ta định danh, định nghĩa, để người ta đặt lên cái đó. Giờ không có Đức Phật người ta vẫn biết chứ, ta biết theo cái kiểu của phàm phu. Chẳng hạn như giờ mình nổi nóng lên đây, mình nổi cái tâm sân mình nổi lên thì mình người ta đặt là tâm nóng, thì cũng là từ cái tâm sân nổi lên. Thì trong kinh điển thì mình dùng cái từ chuyên môn là tâm sân. Đô mà nó xa xa cái tăng đi thì cái ta sầm bá chút tăng thì ha, mình đặt lên cái vậy. Nhưng mà những người mà không học Phật thì không kêu là tâm sân, người ta kêu là tâm nóng giận, nóng nảy, hoặc là tâm tham. Thì ta mình dùng là tâm tham. Có nhiều người không dùng tâm tham, người ta dùng là gì đó, tham lam, những cái từ thì nó cũng là tục đế mà nó nói lên pháp chân đế. Nhưng mà cho nên chúng ta thấy là pháp chân đế là pháp có thực tính. Từ cái có thực tính này, cái tục đế nó nương cho đó, người ta mới sáng tạo ra, mới đặt ra cái đó. Ngàn giờ tham, tâm sanh lên tham muốn, mình đặt là tham. Nhưng mà tụi Mỹ đâu có kêu tham đâu. Nó kêu là greed, nó không kêu tham. Nhưng Pháp nó kêu khác, tức là đặt cái tên theo cái chân đế đó. Cho nên nếu mà nói đúng thì cái chân đế có trước. Rồi cái tục đế từ đó nương theo đó mà đặt ra, gọi là tục đế. Cho nên cái Pháp là tự nhiên nó vậy, cái Pháp như vậy. Tục đế là để diễn đạt lên, dùng cái gì, dùng cái ngôn ngữ, dùng cái hình tướng để diễn đạt lên cái pháp chân đế. Cho nên từ cái pháp chân đế người ta nương cho nó để mà diễn đạt lên, lấy cái tục đế để diễn đạt lên. Cho nên khi mình tu tập mà mình nắm cái pháp chân đế mình tu thì không thể mình thành tựu được hết, là cái chỗ đó, tại vì nó không có thiệt. Mình nắm cái đó mình tu là mình chỉ đi vòng vòng ngoài chơi thôi chứ mình không có thiệt. Cho nên mình phải nắm pháp chân đế, mình tục đế, nhưng mà mình phải nắm vô cái pháp chân đế thì mình mới biết. Cho nên tất cả là pháp chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Thực sự nó có cái pháp tục chân đế rồi thì mới có cái chân đế. Thành ra nó không có chia hay không được chia, nó là như vậy, bản thể nó là như vậy. Chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng, do có chân đế thì tục đế mới phát sinh. Nó duyên từ cái chân đế nó đặt ra, chứ không phải chân tục đế nó có đâu. Tục đế nó đâu có, đấy là đặc đế, nó nương theo pháp chân đế nó mới có thôi. Đó là vấn đề như vậy. Nhưng mình đừng có lẫn lộn, nhiều khi mình bị confused cái này đó ha. Rồi xin mời quý vị. Kính thưa thầy, con Mỹ again. Con có câu hỏi về cái sắc cảnh giới đó thầy. Thì tụi con cũng có đã bàn thảo về việc này rồi, nhưng mà con thấy nó còn hơi lẫn cận ở trong con. Thành ra con muốn hỏi thầy. Sắc cảnh giới có bốn, thì sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. Nhưng mà mình không có sắc cảnh với thầy. Xin hỏi thầy giảng nghĩa tại sao trong cái bản niêu không có để sắc cảnh xúc ở trong đây. Dạ cảm ơn thầy.
Đấy, sao đó, sao đó. Bây giờ sắc cảnh giới là có bốn không? Cảnh sắc, tức là nói về cái sắc mà thuộc về cảnh sắc, tức là màu sắc đó, cảnh sắc. Sắc cảnh thinh thuộc về âm thanh, sắc cảnh khí thuộc về mùi, và sắc cảnh cảnh vị thuộc về vị nếm. Thì bốn cái này, sắc, thinh, khí, vị, nhưng mà không có xúc. Mà xúc là sao quý vị? Xúc là sự xúc chạm, sự đụng chạm đó không? Đúng chưa? Xúc là sự đụng chạm, thì cái xúc này đó nó cần phải có cái sự tiếp xúc giữa căn và cảnh thì nó mới có ra cái pháp thực tính được. Và nó xúc này nó là gồm có cả ba: đất, lửa và gió. Nó phải có ba pháp này thì xúc nó gồm có ba pháp này là đất, lửa và gió. Ví dụ như đất đụng với đất thì nó tạo nên cảnh xúc. Chẳng hạn như cái tay mình đụng vô cái cảnh thì nó có xúc, thì đó là thuộc về đất. Còn gió chẳng hạn như gió nó chuyển động thì nó đụng vô cái thân mình nó có sự chuyển động thì được gọi là xúc. Lửa đụng vô thân mình thì nóng thì gọi là xúc. Thì đó là đất lửa gió nó làm nên cảnh xúc chứ không có một cái xúc riêng biệt. Là như sắc cảnh giới đúng ra nó có bảy, là sắc khí vị, sắc thinh khí vị và đất lửa gió, là nó phải có bảy luôn tất cả. Nhưng mà đất lửa gió thì nó đã có phần trên rồi, là có nằm trong tứ đại, nên ở đây nó không kể ra nữa. Cho nên mình phải hiểu là xúc là nó gồm có ba: đất, lửa và gió. Cảm ơn chưa? Alo, cảm ơn chưa? Cho biết đi được ha? Ok rồi, xin xuống. Dạ Nguyên Như xin mời anh chánh tâm nha. Hồi nãy giờ thấy anh cứ bò lên rớt xuống, bò lên rớt xuống. Anh cầm nít cho chặt nha anh chánh tâm, sa thú lành thai. Dạ, con xin hỏi thầy á, là thầy nếu mà cái vị mà đắc được sơ thiền á, mà nhưng mà lúc mà ngoại chung đó họ không nhập vào được sơ thiền được, nhưng mà họ vẫn không có bị phạm giới, vậy họ có cái về cảnh trời, cảnh về cảnh sơ thiền sắc giới không? Tại vì họ lúc mà họ bệnh họ nặng thì họ không nhập vào sơ thiền, họ có phải cần phải nhập vào sơ thiền không, hay là họ không cần phải nếu mà giới của họ không có bị phạm? Dạ, cô xin hỏi thầy trả lời giùm con, cảm ơn. À, sao đó, sao đó. Người đắc thiền được rồi mà không bị quại tới giờ phút lâm chung là cái lộ lộ cận tử, họ là phải rồi nhưng mà nhập thiền chứ thì sao nhập thiền được, dù có bệnh hoạn không thua gì đó. Mấy người mà đắc thiền cái tâm ta mạnh ghê lắm, tâm an trú vô pháp coi như là trở thành tự động luôn ha. Giống như giờ mình trước tiên đắc sơ thiền, bây giờ mình tu mình đắc được cái sơ thiền, đắc xong một sát na sơ thiền xong mình ra bị rớt ra lại liền, đắc được cái rớt ra rồi bắt đầu mới tập, mới huấn tập tâm, luyện tâm, nhập xuất, nhập xuất, nhập thiền xuất thiền, nhập thiền xuất thiền, ta luyện cho tới khi nào thuần thục cái tâm ta tới độ nhập vô sơ thiền, cái định trong đó luôn, là kêu là nhập định luôn á. Thì người ta có thể định trong sơ thiền 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày chẳng được, được. Thì những người mà ta nhập đắc thiền rồi, người ta phải luyện giống như mình chơi một cái môn gì, mình khi mình làm được rồi, nếu mà mình không luyện thì mình không có thành tựu được lâu. Cho nên mình được rồi, mình luyện tới khi thuần thục. Một người đắc thiền được, người ta luyện tới mức độ thuần thục thì khi tới giờ phút cận tử nhập vô cái mỏ dù cho có vợ xe đụng cái rầm chết ha. Mình thấy chết chứ đâu có chết. Ví dụ như mình đang đi, người đắc thiền nó có sơ thiền mà người ta không có bị hoại thiền tâm nó vẫn còn thiền mạnh, thì xe đụng đùng họ nó đâu có chết đâu, họ vẫn nhập được vô sơ thiền như thường. Họ vẫn nhập vô sơ thiền và họ tử bằng cái lộ tâm cận tử là thuộc về thiền, rồi khi chết tái sanh lại là về cõi sắc giới bằng cái tâm quả sơ thiền, chứ không có lý do gì không nhập cho được. Còn những người mà đắc tới ngũ thiền là cái gì mà đạt tới thần thông, có thông tâm nó mạnh ghê lắm. Giờ có xe đụng hay là dao chém thì cũng không chết, không đụng tới cái thân họ,
có một cái năng lực bảo vệ cái thân rất là mạnh mẽ. Cho nên những người đắc thiền là rất là đặc biệt cái chỗ đó. Bây giờ thời giờ chắc cũng khó, khó ai mà tu thiền chỉ mà đắc được thiền rất là khó. Đó là cái vấn đề mà chúng ta muốn được tu sơ thiền là mình phải nhập xuất liên tục. Đắc được là nhập xuất như vậy là tới giờ cận tử nhập vô cái là sanh về gọi là sắc giới liền. Đó là vấn đề như vậy. Chứ không có lý do gì mà không nhập được cái trở thành một cái kiên cố rồi, không thể nào mà không nhập được. Đó là vấn đề như vậy. Sa thú câu trả lời của thầy. Dạ thưa thầy, Nguyên Như có một cái thắc mắc gì cái wording how mình có thể nói cho nó đúng cái chỗ này. Khi thầy đó là nhãn thức là cái biết của mắt khi bắt cảnh sắc, nhĩ thức là cái biết của tai khi bắt cảnh thinh, tỷ thức là cái của mũi khi bắt cảnh khí hoặc là cảnh hương, thiệt thức là cái bắt của lưỡi khi bắt cảnh vị. Còn có một cái thắc mắc đó, là có chỗ đó thưa thầy thì viết là thân thức là cái biết của thân khi bắt cảnh xúc, còn có chỗ thì lại ghi là thân thức là cái biết của thần kinh thân khi bắt cảnh xúc, thì cả hai đều đúng hay là một trong hai đã sai thưa thầy? Dạ con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Nam mô Bổn Sư. Ai nói ai sách nào nói vậy? Sách nào nói vậy? Thần kinh thân sao biết được? Biết là tâm mới biết cái thần kinh sao biết được? Nói bậy bạ. Là cái thân có sự xúc chạm vô cái đồ vật, nó xúc chạm vô cái thần kinh thân. Rồi cái tâm nó mới sanh lên nó mới biết được cái nhãn, cái thần kinh thân, cái thân thức nó sanh lên nó mới biết được cái sự xúc chạm đó. Chứ cái thần kinh thân sao biết được? Vô về ngủ mê đi. Tao lại tao mình đâu biết đâu. Đang nằm cái tâm mình vô hộ kiếp, mình không có tâm là mình tỉnh, mình đang rơi vô hộ kiếp mình ngủ sai chưa? Có người tới tờ rờ đụng mình sao mình biết được? Thì đâu có biết được. Thì như vậy cái biết là do cái tâm nó, chứ không phải cái thần kinh nó biết. Thần kinh chỉ là một trong những cái duyên để nó trợ tạo cho cái tâm nó sanh. Chứ cái thần kinh sao mình biết được? Rồi xin sướng biết nha. Dạ kính thưa thầy, con có câu hỏi ạ. Dạ câu hỏi về những cái tâm tái tục á. Mình có 8 tâm quả thiện, 8 tâm quả sắc, 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới làm việc tái tục, với lại 2 tâm quả bất thiện. Mà con thấy hai cái tâm quan sát quả bất thiện, thọ xả thì làm việc tái tục, nhưng mà tại sao cái tâm quan sát thọ hỷ quả bất thiện thì không làm việc tái tục được? Dạ xin hết ạ. Dạ con xuống. Đây, xà thử, tâm quả quan sát có hai, bất thiện với thiện chứ không phải bất thiện không nha. Coi chừng bắt lộn chi pháp. Đó, quả bất thiện, tâm quả quan sát là xả quả bất thiện, tâm quan sát là xả quả thiện. Đó, rõ ràng ha. Thì cái quả thiện này đó, nó có thêm cái tâm quan sát thọ hỷ. Thì tâm quan sát thọ hỷ này nó không làm việc tục sinh được, bởi vì đây là chỉ là trường hợp khi mà cảnh rất lớn, cảnh mà đến nó lớn, nó rõ, nó đẹp thì quan sát thọ hỷ nó phát sanh. Chẳng hạn như giờ cô gì quên, mới thấy tên gì quên. Gì quên ta? Đầu mất cái tên. Cô gì đó? Thiện Hữu, cô Thiện Hữu. Cô thấy, nhìn thấy Nguyên Như, thấy tự nhiên Nguyên Như hôm nay hào quang lộng lẫy sáng chói, thấy giật mình, thấy cái tâm quan sát nó phát sanh thọ hỷ. Trường hợp này là trường hợp đặc biệt đột xuất cho thôi, thì mình thấy cảnh quá đẹp quá tốt thì cái tâm quan sát thọ xả nó chưa đủ để làm việc đó, thì cái tâm quan sát thọ hỷ nó sanh lên, nó quan sát cái cảnh quá đẹp như vậy. Chẳng hạn như giờ mình tự nhiên mình thấy trên trời hiện ra một cái hiện tượng gì mà nó quá đẹp, những ngôi sao sáng chói, thì tâm mình cảnh nó mạnh quá mà nó làm cho mình giật mình, tâm mình sáng quá, cảnh sáng quá, thì quan sát thọ hỷ nó sanh, quan sát thọ xả nó sanh được. Nhưng mà bây giờ phút cận tử tâm mình ý xịu, bây giờ phút cận tử nhất là tục sinh bằng tâm quan sát nữa thì nó quá yếu. Người tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả thiện thì sanh làm người lạc vô nhân, như vậy đó. Tục sinh làm người lạc vô nhân tức là người làm người nhưng mà đã không có được tròn đủ như người bình thường.
sanh ra có thể bị tật nguyền đuôi cùi sức mẻ, bị sức môi gì đó, hoặc là bị những cái bệnh mà ghi vậy gì đó khùng 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 á, cái mặt giống giống nhau đó cái gì đó, những cái bệnh đó đó. Đó, thì những người cái tâm giờ phút cuối cùng cận tử quá yếu ha, tâm thiện sanh quá yếu, mà sanh lại tục sinh bằng tâm quan sát. À, đúng là mình đau đó, tâm quan sát thọ xả quả thiện thôi chứ không thể nào quả thọ hỷ được. À, sanh yếu quá mà sanh làm cái người mà người tật nguyền, người do cái phước quá yếu. À, sanh như vậy thì không thể nào có cái tâm quan sát thọ hỷ, tâm quan sát thì không thể làm việc tục sinh được, chỉ có thọ xả hai cái tâm quan sát, một cái là bất thiện, hai là thiện. À, đó là cái vấn đề như vậy. Còn những cái tâm kia thì nó có hỷ có. Rồi xin trả lời như vậy ha. À, nó một tại nha. À, còn quý vị nào có câu hỏi nữa hay không? À, mình cũng tới giờ rồi đó, nếu mà ai còn có câu hỏi thì thêm một câu hỏi cuối cho thầy ha. Còn nếu không thì mình có thể wrap up lại ở đây. Ồ, có một bạn có hỏi, dạ thầy cho con hỏi tác ý vào quan sát hơi thở đến khi nào thì thôi ạ? À, dạ con kính thưa thầy trả lời câu cuối cùng cho lớp, con xin dâng mic lại cho thầy ạ. À, sao không, thì đến khi nào tắt thở rồi thôi chứ mấy khi nào mình hơi thở nó say goodbye thì mình thôi. Bây giờ mình lại gọi là tác ý, phải tác ý liên tục, tác ý cho tới một thuần thục, mình tác ý quan sát liên tục, tâm mình trở nên thuần thục. Mới đầu nó khó nặng nề có, nhưng mình làm riết quen thì trở nên là nhẹ nhàng nhu nhuyến dễ sử dụng. Quý vị thường hay nghe câu là nhẹ nhàng nhu nhuyến sẽ dễ sử dụng, tâm mình trở nên thuần thục. À, cái tâm mình nó đi chung với là niệm, đi chung với là tính niệm tạng quý vô tham sân hình phương, nó đi một loạt những cái tâm sở tình hảo, giúp cho tâm mình trở nên thuần thục nhẹ nhàng. À, mình khi mà cái đặc ý nó đi vô đó, trở nên có biến biến cả biến gì có biến gì giờ đang thiền biến gì vậy. À, thì như vậy thì đến khi mà chấm dứt hơi thở thì hết đặc ý. Đó là vấn đề như vậy. Rồi chấm dứt cái buổi đột xuất hôm nay ha, do phước báo mà chúng ta có được hôm nay. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta trong room được an vui, hạnh phúc và sống bình an trong cái thời buổi đại dịch này. Và cũng do phước báo này, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng thiện nhau cả thể. Dạ nam mô A Di Đà. Sa thú lành thầy. Dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt cho chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ngày hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Phabatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba bhuta nu phave na sada sothi phavang tu te phabatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba dhamma nu phave na sada sothi phavang tu te phabatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba sangha nu phave na sada sothi phavang tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chúng tăng, các sư thanh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha quan pu chi ta so thân ca ron te ta vi ha ra mang da le thế ra cha man cha na wa ca cha phin kha wo sa mi ca da na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sani gamma cha isara sabba na phuta sukhita pha wan tu te
cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha go pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bo la sang ko ho tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang ka tu sang tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu tin sam pa bu nei ya ma tham ma ri yam ba we de te Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đăng quá tám mê buồn nhằn à sá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gác tề. Cà lê, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Dạ xưa, Nguyên Như con xin hẹn lời chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên. Vào ngày mai cũng là ngày thứ hai ở bên Mỹ và sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Pháp thanh đề ngạc quý sự, Vũng Sư Ca Mâu Ni Phật.